Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá sấu chiên Tân Hợp mọi người, với canh mướp mọi người, ăn kèm có cà gió đậu bắp mọi người, chẳng bạn có chưa chín mọi người, chưa lên xem chưa sẽ chín mọi người, bởi to bự mọi người, như bánh hạnh nhân mọi người, nước chấm nước mắm mọi người, mắm ớt mọi người, với dưa chuông, củ sen ngâm chua ngọt mọi người, nấu với trà đá mọi người, trà xanh tét mọi người, xanh tét Mộc Châu mọi người. Cá sấu mọi người, cá sấu chiên Tân Hợp mọi người, cải gió đậu bắp mọi người, đậu bắp cải gió. Bởi mọi người, bởi to bự mọi người. Cơm mọi người. Canh mọi người, canh mướp mọi người. Chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mọi người. Bánh hạnh nhân mọi người, nước mắm mọi người, mắm ớt mọi người, củ sen ngâm chua ngọt mọi người. Chén không mọi người, chén không mình xương. Dao mọi người, dao đen dao đỏ mọi người. Đi chờ đá mọi người, chờ xanh tét mọi người, xanh tét Mộc Châu. Muỗng rồi, muỗng vàng rồi, lông da quay vòng rồi, già lâu rồi, dài dài lâu, đổ rồi. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Không cái đằng cái đầu mình. Cá sủi ngon rồi. Nó sực ngon, thịt nó mềm mềm nữa, dễ mềm mềm, tương nó ngọt, tương hộp nó thơm thơm rồi, đặc trưng đúng không ạ? Tương hợp nó béo béo rồi, thơm của gừng rồi, mình tiếp dầu hành luôn rồi. Cá sấu chiên Tân Hợp này đại Vũng Tàu không ạ, Vũng Tàu vào hủ không ạ, nó thấm ăn ngon mà. Để vô cho nhiều quá ăn không hết mà. Cá thường thì tâm chân dễ nữa, vậy thì ăn cá nhiều mà.
sâu thật nó mềm mềm. Dạ. Củ sen nó cũng giòn mà chua chua ngọt ngọt. Ăn ngon nè. Nhìn chân có sâu chân tương hợp nước gì ăn nè. Ăn gì giờ không bị mặn quá nè. Có sâu ở đây gần nè, nhìn dơ mà cho nó cử mồi nè. Dần nấu hay đào nè. Đậu bắp nướng vậy hơi nhớt nhớt nè. Ăn cũng giòn. Gần mùa tương hợp luôn kia mà nó quyện lại như nào mà ăn đúng hợp. Có gì béo có dầu không à.
nước ngon nè. Cái mướp nó vừa ăn luôn, vừa dai mềm mềm luôn, ăn cũng mềm. Đây, nước vừa ăn nấu vậy vừa luôn, chợ mặn là thì chợ mắm thêm luôn. Ăn đây cũng vừa, đây có gì mọi người. Chuối này cũng vừa mà. Hôm qua còn sực sực mà nay ăn gì ăn trà cũng thơm luôn. Vô đen vô đỏ đậu đây họp nó dân một bữa mà bữa mà thấy nhiều nước là thấy ngon mà. Bữa ngon mà nước nhiều mà mấy cái món bữa này mọng nước mà vừa cảm về cảm giác hơi đắng thêm vì đắng nhẹ mới đầu thấy đắng mà không thấy đắng lắm rồi có loại có bữa đắng lắm rồi ăn hậu đắng đắng thì bữa đắng có người ta thích loại đó mà. Nói chung bữa cũng nhiều loại nhiều giống mà. Làm hai cái mà vỡ ngon nè, bánh bột đậu, bánh hạnh nhân nha, bánh hạnh nhân cái gì vừa ăn mà. Bánh cũng thơm mà. Cho nó hạnh nhân thơm ăn trong miệng cảm giác nó thấy nó thơm mà ngon mà ngọt bánh nó dùng giờ thích khác mà được mà không có gì béo mà cơm cái mà dùng ăn cơm xong chấm miệng cái giờ nhiều quá thì nó no ăn nó cũng mát.
cái gì? Cái hay cái cũng được. Mấy chỗ còn dăng nú này kia còn đau, mấy bữa trước cũng đau, đau nguyên ngán này, nay còn chỗ hai chỗ đau. Nè cũng mấy dăng nú hay đau chứ. Cá sủ chân tương hộp ăn đúng ngon rồi, cái chân tương hộp rồi nó vừa ăn mà kiểu ăn ngon thơm rồi, nó không bị mặn quá rồi, với con tương hộp nó ấy rồi, cá thơm rồi, để gừng hành này kia, tiêu ớt này kia cái ngon rồi, nói chung là cá sủ chân tương hộp ăn ngon rồi, cái đợi cà gió đậu bắp cà gió mà ăn ngon rồi, bưởi bưởi ngon nhiều nước luôn rồi. Cây củ sen ngâm chua ngọt mà nó chua chua ngọt ngọt mà dùng vô của củ sen canh mướp thì vừa ăn luôn rồi chuối này vừa ăn luôn rồi nó hết bị sực sực rồi ngày qua còn sực nay hết rồi nay là ăn là vừa luôn rồi bánh bột đậu ngon thơm luôn rồi trà thơm rồi trà xanh tiết thơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.